Lưu Phước Thịnh cháy hết mình ở quán bar. Tối ngày 7 tháng 5, đêm nhạc đầu tiên trong chuỗi chương trình Dấu Ấn Xanh gồm 6 đêm khắp cả nước của Lưu Phước Thịnh khởi động tại một quán bar lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ mặc cả cây trắng trông trẻ trung và năng động. Mặc dù khi Lưu xuất hiện đêm đã quá khuya, nhưng nhiều khán giả vẫn chờ đợi để ủng hộ anh. Trong gần một tiếng đồng hồ, nam ca sĩ đã làm cả sân khấu muốn nổ tung. Lưu trình bày hàng loạt hit được remix như Gạt Đi Nước Mắt, Hold Me Tonight, Really Love You, Cause I Love You. Anh khoe giọng hát đầy nội lực, vũ đạo điêu luyện và khả năng giao tiếp khéo léo. Mỗi khi Lưu Phước Thịnh cất giọng, hàng trăm khán giả đều hát theo, thậm chí gào thét vì quá phấn khích. Nam ca sĩ còn làm chủ sĩ một vài trò chơi cùng khán giả. Sau đêm này, Lưu Phước Thịnh sẽ diễn 4 đêm tiếp theo vào 27 tháng 5, 3 tháng 6, 10 tháng 6 và 11 tháng 6 tại Hà Nội, còn đêm cuối cùng tại Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 6. Sân khấu, ánh sáng, âm nhạc và không khí của các đêm diễn thống nhất với thông điệp khao khát chiến thắng để cảm nhận, thưởng thức được thời khắc vinh quang. Tối qua, nhiều khán giả cũng đã nán lại sau đêm diễn để giao lưu và chụp ảnh cùng Lưu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.